Khải ơi, nhậu không? Ê, tôi nói nghe nè, hình như là ông mới uống hết rượu xong. Hình như ông chửi ông đi nhậu lén đúng không? Sao? Sao cái mặt vẫn tỉnh mà ta đâu có uống? Đâu uống cái nào đâu mà tỉnh? Chứ còn còn chai bia rõ ràng này, chai bia Tiger bạc đàng hoàng mà nói gì ta? Mới rửa sạch. Lắm hả? Qua xin nước mắm. Xin nước nè. Xin đồ ăn. Mà khi mà ông tôi nói ông cái khi mà để tôi nói cái này có đúng không nha, đúng tâm lý không nha? Sao nhiều khi tôi qua tôi mượn tiền ông cũng có đúng không? Ừ, mà nhìn cái khuôn mặt khi mà tôi mượn tiền á là cái khuôn mặt ông nó kiểu mà một người lạnh lùng lắm. Ừ, rất lạnh lùng. Tiền có đâu mà mượn, toàn đi xin không mà tiền đâu mà mượn. Nhưng mà cái đồng ý có không chứ không quan trọng. Ừ, quan trọng là khi mà tôi mở miệng nói ông cho tôi mượn 5-10 ngàn, bắt đầu những cái mặt ông nó lạnh lùng lắm. Ừ, nhưng mà khi bắt đầu ông qua đây ông hỏi tôi cái gì nè, thí dụ như nước uống nè. Ừ, có mì gói ăn không nè. Ừ, là con mặt ông kiểu nó hiền xuống mà kiểu nó thấy tội lắm nghe biết không? Thì vậy thôi, đi xin mà đi vay nợ em phải vậy làm cho tao thương chứ. Mà sao ông làm hay khuôn mặt hay dữ vậy? Thì đi hay đi mượn nợ quen gì đâu mà phải mặt buồn mặt ấy, người ta mới thương người ta cho mình mượn tiền. À, mình phải tạo cái kiểu mà lòng thương. Người ta chỉ cần thấy mặt mình là ừ, ta cho liền đúng không? Đúng rồi. Đồ. Đó, qua đây xin nước mắm. Mắm hết rồi, còn cái xíu để ăn rồi mà. Hả? Nước mắm thì ta lấy cái bịch chứ đựng chứ tự nhiên bỏ vô cái chai này giờ sao mà đựng. Đựng bao nhiêu chai thì lỡ cho nửa chai chứ ai cho đồng miếng cho làm gì. Ê, thông thường là lúc trước nhà tôi mà hay thiếu mắm, thiếu muối, thiếu ngọt này nọ đúng không? Hả? Tôi chạy qua nhà má tôi xin đa số là cầm cái chén. Đa số là mình giả sẵn luôn á, giả sẵn ớt tỏi cái giờ ông rót miếng vừa đủ ăn là em về thôi. Hả? Chứ ông đừng có xin kiểu như mình xin để đi về nhà mình mới pha chế là nhiều khi nó dư. Thì bố xin dư mà, tại vì anh mới mua một chai lớn mà. Có không? Có, thấy gì mà qua xin chứ không thấy, xin làm gì? Ủa trong nhà tôi sao không biết được hay vậy? Thì qua uống nước, liếc qua nhìn là thấy. Hay để ý nữa vậy. Nói chứ cũng nước mắm tới đầu đúng không? À, thấy giờ, nãy giờ. Có cái chai nước mắm đầy kia đâu không mang ra? Thì nước mắm đầy thì bây giờ lấy cho lỡ đỡ đi, vì nước mắm đầy nữa. Ừ, cũng là nước mắm, nó cũng là nó. Nhưng mà tôi mua dự trữ thôi chứ, lúc có tiền thì mình mua một hai chai mình để dành chứ. Còn lúc có mình lấy đó mình ăn. Giờ sao? Này cái mắm lỡ này cho sao ta? Tại mắm đầy kêu xin cho em nửa chai, giờ mắm lỡ sao xin được ta? Cho phân nửa. À, phân nửa cũng được. Phân nửa cái này. Ừ, cũng được. Được. Đúng không? Thôi thì xin ra kia chỗ nào cho để cho nó hồi để rót đại đi. Mệt quá. Đồ nó thúi lắm á. Thúi cực kỳ luôn. Đừng lung tay nha. Lung tay đổ ra miếng phí lắm á. Mắm này gọi là cái chai này gọi tôi lấy cái mắm ngon trong đó chứ không phải đơn mắm giỡn đâu. Cái mắm ngon là nó cái mắm dở là nguyên chai, còn mắm ngon là cái mắm gọi tôi mua mắm xị không biết không? Mắm xị nó ngon lắm. Đúng rồi. À, đừng rung tay là được rồi. Từ. Đừng rung tay nha. Đó cái gì anh gái? Đổ mắt miếng là người ta xin nước mắm mà đổ ra. Ê. Cái thìa. Anh thấy cái thìa nó hay có cái sọc á, làm gì anh Khải? Cái sọc cái gì? Anh thấy thường cái thìa nó có hay cái đường sọc sọc cho nó sao không làm thẳng hay làm sọc cho anh làm gì anh Khải? Nó cứng. Cứng hả? Nó tạo cái mương đúng không? Đúng rồi, cái mương đó. Mương người bán xối gì nữa. Đúng rồi. Nó cứng. Đúng hợp lý. Đó, để cho cái đũa cái muỗng mình dạng mình múc cái gì nó kiểu mình bậy lên nó khỏi gãy. Đúng rồi. À, thì có vấn đề gì đâu. Vì cái thìa nó dành cho đồ bếp, cho bếp đúng không? À, mình hay làm đúng không? Cái thìa dùng cho mình xào cái mắm hay lắm. Nước nắp luôn. Tại vì em thấy mọi người hay mua nước mắm lít, mắm ngon á, về nhà mọi người chiết ra chai, chiết ra từ từ á. Mọi người không biết được chiết toàn rớt không mà, giống như này nè, nước mắm ngon kiếm khó lắm, bây giờ anh chiết rớt ra anh phí. Nhưng mà nếu mà cái thìa á, cái thìa hả, một cái công dụng tuyệt vời của thìa em thấy ít anh em nào biết. Sao lấy cái phễu á, cái phễu nhà có nhà không, với lại chắc gì nhất vừa thằng này. À đúng hả. Ừ, tôi có cái phễu bự lắm. Phễu bự nhất không vừa đâu, lấy cái thìa em chia sẻ cái cho thìa đúng không? Nào, cái này nè. Tại cái này á là cái đồ ấy chứ còn cái nó giống như cái đồ dốc đúng không? Ừ, nó chỉ có tuống này, nó không có cong này đâu. Ừ, là cái này nó cũng không có phễu luôn. Ừ, nó không có cong lên, nó một khi nó đi thẳng luôn á. Ừ, mà cái này làm gì? Cái này dùng để anh chiết nước từ bình này qua bình khác dạng nhỏ, rất hợp lý luôn. Ít anh nào biết mặt ong rồi được không? Được luôn. Mặt ong dành để cho chiết á. Mặt ong khó chiết lắm á nha. Dành để cho chiết ok luôn. Để vậy hả? Đúng rồi, anh đổ lên đây, nó chạy xuống đây, nó chạy ra ngoài sao? Không chạy nổi đâu, anh đổ thử đi anh biết. Thử không? Đụng được. Tay tôi rung quá rồi sao trời. Tại vì cái này có mạng lớn này, anh đổ vô đó anh không sợ rung đâu. Chia sẻ mọi người với công dụng của cái thìa mà ít anh em nào biết. Mà tay tôi rung lắm nha. Anh thấy tay anh đang rung. Rung lắm. Đó, người đổ vô. Này chiếc mặt ong cũng ok luôn. Mà sao tay tôi rung dữ vậy?
Chắc chưa, anh chưa ăn gì đúng không? Thiếu tí rượu. Nữa chiếc xong rồi em dẫn anh đi ăn. Thiếu rượu. À, mọi người đổ vô. Cứ từ từ đúng không? Ừ. Cho rung dữ trời. Đó đúng rồi đó, mọi cái đổ vô đó, nó chạy qua đó. Đấy chưa? Thấy không? Thấy không? Hợp lý không? Đó, rất nè đó. Nhưng mà tay tôi rung quá. Mà sao nó rung dữ vậy ta? Đó, rất thương nè, thấy chưa? Mọi người thấy không? Đó. Mà chiếc ông đủ ăn thôi chứ chiếc gì. Mà cái này lần đầu tiên tôi thấy cái muỗng này dùng để chiếc hết à. Đúng rồi, cái muỗng này dùng để chiếc mà. Người ta sản xuất ra cái này dùng để chiếc á. Anh chiếc mật ong hay chiếc gì rất là ok luôn. Mà ít anh em nào biết đến cái chiêu này. Chiếc toàn bị đổ ra ngoài không à. Đâu ai biết là chúng ta chiếc này rất là tuyệt vời. À, thấy chưa? Thấy đủ đó, đủ chưa? Đủ rồi. Lần đầu tiên thấy. Thấy chưa? Cái công dụng của cái thìa là như vậy, dùng để chiếc thôi. Chiếc mật ong, chiếc nước mắm hay là chiếc một cái dung dịch loãng nào đó mà muốn chiếc qua, tuyệt vời luôn, không sợ đổ. Đúng rồi. Lưu lại sẽ có ngày dùng. Đâu, lần đầu tiên tôi mới thấy là gọi là mình để đây. Ừ. Đó, mình đổ vô đây. Nãy tay tôi rung thiệt luôn. Cái tay anh rung mà. À, để đây cái mình đổ vô đây, cái tay nó chạy xuống đây. Đúng rồi. À, là mình cứ đổ đều tay là nó không, đừng có để mà đổ nhiều đổ ít quá nó bắn đúng không? Đúng rồi. Cứ đều tay và chạy xuống đây. Đó, ok, chia sẻ mọi người. Đây là một công dụng khác mọi người lưu lại sẽ ngày dùng, tại em nghĩ là cái chiếc đồ người hay dùng. Mà ông xin mắm thì làm ăn cái gì vậy? Dạ nước mắm chấm xoài. Tôi nghĩ ông không đúng đâu, tôi nghi ông là luộc cái con gì mà đó đúng không? Có đâu. Ý là giả nước mắm. Mắm đường á, chấm xoài. Sao không đem ra giả ăn tôi ăn với? Tại đăng trên cây á, tính giả mang nó ngồi cây ăn luôn. Đủ. Rồi, cảm ơn nha. Cái chừng chỗ này nó dính mắm hôi lắm đó. Ok nha, chia sẻ mọi người nha, mọi người lưu lại sẽ ngày dùng nha, nhớ đăng ký bật chuông.